Yo, chào tất cả mọi người, mình là Bami. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Bami sẽ chơi Roblox game kinh dị cho mọi người là The Deep Below. Là dưới một độ sâu, nói chung là rất là sâu luôn ấy. Ok. Mà sâu như thế nào thì bây giờ là, ủa sao kỳ vậy? Gì Sao kỳ cái đầu bạn? có kỳ vậy? Cái đầu có hối gì vậy? Bạn đứng im chỗ, bạn đi tại chỗ nè. Vậy Không, bạn lắc hay tôi lắc ta đang vậy? lắc xin. Vì tình yêu, chúng tôi sẽ làm điều đó mọi thứ. Đây, mình đang ở dưới một cái hang động ở trong cái núi nè các bạn. Ủa, đâu vậy, đâu hơi vậy, hơi đâu vậy? ghê một xíu. Đã đây nè, sau lưng nè, sau lưng nè. Ê kia kia, Sao tính sao? ra tao mày đang bị bệnh luôn á kia. À đúng rồi, con game này đọc đọc ở phía bên ngoài thôi. Mày giới thiệu cho mọi người hình dung đi ba mi. Ok, mình sẽ giới thiệu cho mọi người hình dung về cái con game này. Thì cái con game này á là mình với kia và mấy các bạn ở đây á là người đang mắc bệnh nan y các bạn. Là giống như là gần hết thuốc chữa rồi đó, nhưng mà vợ của tụi mình là không cam tâm nên vợ của tụi mình đã quyết định là đi kiếm cái phương thuốc nào đó để chữa tụi mình, nhưng mà bà mất tích luôn, lụ đạn không biết bà đi đâu mà giờ bà mất tích Không? luôn. Bây giờ tụi mình á phải đi tìm bả, và có một nguồn tin là bả đã chui xuống đây bả kiếm cái gì dưới đây nè, nên tụi mình phải đi xuống đây để đi kiếm bả nè anh mọi người. Bami, ở đây có máu, có đồ nè, vô 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 đây lụm nè. Trời đất ơi, nó chạy Ở đây dữ là có vậy. bình oxy nè, bình nước nè. Ủa Mày kìa kiếm kìa, cái nút ở dưới á kìa. cam. Hả? Cái nút ở dưới á. Ờ. Cái nút F F nè. Nút đầu tiên á, mày đọc tao nghe nút đầu tiên đi. Nút 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 F là bật đèn. Rồi. Nút C là bò, bật À. trường á, bật Rồi. quy là start. Là À. coi được cái thanh độ đói, độ khát và thanh oxy. Và tiếp Rồi. theo là nút E là inventory. Ok. Mày lụm đồ đi con điên, mày lụm đồ đi. Ta tưởng là người ta chưa lụm ta để dành đó ba. Mày không lụm là chúng mày chết, không 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 ai đưa đâu, Thôi thề. thôi thôi, thương yêu nhau phải chia sẻ san sẻ. Đó, mình Ở trong được hai cuộn giấy chích đùi nè, ở ở đây rồi nhưng mà một có trái một cái táo. cu 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 na can là hộp cá hồi. À, cu na can là Có. hộp cá hồi. Anh em coi cái túi nó mở ra cái túi bự đùng luôn anh em. Cái gì đây? À, À, trong ở cái đây là trường không hợp gian chật hẹp. không gian nó khá là nhỏ thì Đúng việc rồi. là bò nó sẽ phù hợp hơn. Ví dụ Nó như kêu là là như thế mình này cúi nè. xuống á. Bây giờ mình bò Đây xuống nè, mình đây đi nè, nè. đây nè, giờ đây nè, cúi xuống nè. Đấy. À, Đề con nghị game là này vô không cho trong những hang người động chật sợ chội, ít sợ không oxy gian là hẹp đừng có đánh nha. rắm nha. Con game này là không dành cho những người sợ không gian hẹp. Đúng Ai mà rồi, sợ giống không như gian hẹp tôi thì nè anh không nên em. chơi con game này. Tôi là người sợ không gian hẹp nè. Mà tôi còn sợ Ủa mùi sao thúi nữa, nên tôi đi ăn sao ra tôi sợ nó đánh rắm lắm anh em. vậy? Biết vậy đấy, con địch trong phát. Ôi, ơi mấy cái gì chìa ra nhìn giống cái bàn tay cái Không phải, này là nhũ thạch. gì? Ngũ thạch gì À đen hùi không, lùi lộn. vậy? Người ta gọi là thạch nhũ cho bà, nhũ thạch, lộn, thạch Vãi thạch nhũ. nhũ nhũ thạch nó cái nhũ thạch, tôi tưởng đâu có gì lũ đáng. Thì nó kể nó Ủa tiếng Việt thạch mà, nhũ sao thạch sao lại là có lại thạch quốc nhà tịch thạch nhũ, ta nhớ ta coi chuyện Doraemon, thạch nhũ là nó từ ở trên nó từ những cái đá vôi rồi nó chảy xuống mà đây khô rang mà đâu ra nhũ má. Ê, hai đường lẫn biết đi hướng nào ba, đi hướng nào ba mi? Điều nào ở đâu tôm lùm xu đi. Giờ mình trả đi. À, giờ thôi mày đi bên trái đi, bên phải. À, đá ngồi ra hai thằng gặp nhau nè. Y luôn. Không Cũng ngựa lắm. mình luôn À, bên trái đi được nè, bên trái có cầu thang nha. đi sau lưng nè Bobby, sau lưng nè, sau lưng quay Ok, sau lưng có thấy ai đâu. nè, Thấy người ta mà. gặp nhau rồi nè. À bạn, ủa sao bạn không đi đường bên kia, bạn đi bên phải mà sao bạn Đi chua ở đây đường kia vậy? mà, Hả? hai hai cái đường đi gặp nhau ấy. À cái đường của bạn là bích rồi bạn mới chua ở đây cái gì phải Không, không? hai đường y chang nhau luôn Lụm nè, bạn đi ơi, coi lụm nè. nước nè, lụm nước nè. Ủa chết Lụm mẹ, nước với lại giấy chích đùi nè. giấy chích đùi là giấy gì con điên? Là giấy chùi đít đó. Mấy cách chương. Ủa đường 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 bên mày đường cục đúng không vậy? Ở đâu, đang đi nè, lụm đi, giấy chích đùi. Lẹ lẹ, còn cuộn giấy nè, lụm đi ba. Bên ấy không phải, nhưng mà ý là bên tao cũng 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 có cũng cũng có đường đi luôn. Ủa bên mày có đường đi thì mình cứ đi điện thoại ra ra hai đường lại rồi nè. Không phải, vậy là bên bên tao là đường khác nữa. Ê, đi bên này đi Bami, đi bên này, đi bên Được chứ này. còn này là gì, nhiều khiến cho mình vô lụm inventory á. Thì bây giờ tất cả đều là inventory hết rồi chứ. Bây giờ nãy giờ tao cũng lượm được khá khá đồ rồi nè, bốn bốn À. cái chai nước lận. Ồ có chiếc Đây là lá nữa mình phải đi kìa. xuống dưới chứ không phải là mình đi lên trên, hiểu không? Con game này nó khuyên mình là nên đi xuống dưới đấy, có nghĩa Rồi là hiện ok. tại là bây giờ là mình đi đúng đúng đường nè. Mày Ờ. đâu? Đây đây, tao đang quằn lại đây, tao mới lụm được À, chiếc lá. cái gì kìa, Cái tiếng gì vậy? Ai hú vậy? mày đâu? Ta đang quằn lại, đứa nào đánh rắm cái hơi nó dội lại trong hang đúng không? Mẹ con điên, mày đi đâu rồi? Đang đang ngược lại này, đang ngược lại cái chỗ mày nãy có mày đúng không? Mày bị điên á, cái gì cái gì? Sao mày đi đâu, sao mày không đi chung mà mày cứ quẹo Thì tùm đang đi lum chung đi. nè, tự nhiên mày 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 hói cái xong cái tao mới quằn ra là ở nè. Đâu rồi, mày đâu rồi? Ủa? Mày lạc Ủa thiệt trời. rất heo nữa, đi đường nào ta?
Thì tao đang đi qua cái đường bên phải nãy nè. Mày bị điên, đường bên trái không đi. Ủa đường đường bên phải đúng rồi. Ừ, ủa cái đường này cái đường hồi nãy của nó mà. Lựu đạn nó quẹo bên kia. Mày quành lại giùm tao cái đi, mày quành lại giùm tao cái đi, quành lại đi, quành lại đi. Đây đây, tao đang ở ngoài đường đây. Đó tao nè. Trời ơi, tao ra tới ngoài cổng luôn má ơi. Má quẹo bên đó mà má không nói mà làm tôi chạm bên kia. Có kêu là có quẹo bên này thì như cái bị đi bên kia. Thì tao tưởng mày đi luôn bên kia, tao quẹo bên kia. Trời thiệt, hai thằng lâu ngày gặp lại vẫn lạc đường như thường. Tính ra hồi nãy mình quẹo bên trái mà mình bị chiếc lá nè. Qua bên đây có khúc bên đây nó nói như đúng rồi. Làm tôi quay lại ngay điểm ban đầu. Mày bấm phím F đi, mày bấm phím F đi cho vui. Ở má đó. Chị, tao thui vậy má, má rảnh quá má. Trong đây mà bấm lộn bấm lạo rồi đi là trượt chân là té dập mông đó. Rồi, ngồi xuống nè, đi. Nữa. Thôi đi trước bạn. Gì ba, tao đi trước cho, mày bánh bèo quá. Có thấy cái gì đây nè. Ui, cái gì đây? Một ngày, một ngày. Ồ, bị chứng bị chứng động kinh, bị chứng động kinh. Chứ đụng kinh nữa. À, bấm trái phải, trái phải, trái phải, trái phải. Ủa, đứa nào lượm hết đồ tao rồi. Ý, tao có cây thánh giá nha bà My, tao có cây thánh giá nè. Ok ok, ủa sao vô đây hết đường đi rồi. Thôi đi ra má. Một cái cây thánh giá. Nhưng mà để làm gì đó thì tao không biết. Tao có cây thánh giá luôn nè. Ừ. Vậy đâu ai lượm hết đồ của mày đâu mày la làng vậy. Rồi ra lại đi bộ. Ủa, vậy là tao với mày bị nan y là bị chứng động kinh hả? Phải không? Chắc vậy. Phải không? Nãy tao thấy nó giật giật, tao tưởng đâu là hang động nó rung lay á má. Phải, bị chứng động kinh á, động kinh thời kỳ cuối á. À, động kinh thời kỳ cuối hả? Nó không thời kỳ cuối, tao nghĩ là không vô được tới đây đâu. Vừa vô cái hang chật hẹp mà bị đánh rắm cả là động kinh luôn rồi. Thấy chưa, nó đi hồi cũng ra là cái đường của tôi nãy nè anh em. Nãy mày vô chưa vậy, lượm cái lá. Vô rồi, nãy tao vô lượm cái lá rồi. Sau đó mày vô là mày thấy quyền đóng mấy cục gạch nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ hết đường đi rồi. Cứt á. Thì tao cũng nghĩ vậy mà tao không biết cứt của con nào. Má ơi, trọng chắc nó xài chích đùi nhiều lắm. Chích rùi là gì? Là chùi đích đó, ừ. Chích hỏi đùi, hoài. Chích đùi mà có nghe hành chích rùi. Cái giấy chích đùi nãy giờ tao nói giấy chích đùi nãy dạ, giờ mà nó cứ hỏi chích dạ rùi lũ đạn. Gì vậy? Ủa hồi nãy là mình đi qua có cái bức tượng này không vậy? Đâu? Quỷ không đâu nha, không nha, không nha. Hồi nãy là tài mấy cục nhỏ nhỏ không à? À, nhìn ghê vậy. Chiếu đèn vô bay, chiếu đèn ngó miếng. Đó, ôi bức tượng ba đầu má ơi. Ừ. Ê mà cái chân hơi dài nha, chân bén nha ra kìa. Chân bén. Chân chữ y, chân chữ y. Chân chữ y dài. Đó, đó. Ở đây là nước nè. Rồi cứ đi bên trái thôi. Nước nha, chuẩn bị nha, nước. À đây có bàn ghế nè, ở phải bàn ghế, cái này là cái cục gì nè. À vô đây. Thằng tiếng Việt, thằng tiếng Anh. Sách. Chai. Với lại dịch là cross là dấu cộng. Thanh thập tử. À, bỏ vô đây. À, feather, tao cũng có rồi nè, feather. Có, bỏ vô. Equip. Trang bị. Oh. Đó, bỏ vô nè. Còn cái bibo là gì? Còn cái sách. Sách, có ai có cuốn sách chưa? Tao nghĩ là cái đường còn lại để mà mình lượm được cái cuốn sách. Ok, bỏ cuốn sách vô nó mở cửa ra ba. Mở cuốn sách vô là đủ ba món á, mà sẽ kêu vừng ơi mở cửa ra. Đó là con ba đầu nó sẽ lại nó mở cửa ra cho mày. Thấy ghê chưa? Con nào mở? Có con tượng ba đầu nãy đó. Con nào mở chắc nó chết tại chỗ luôn quá. Hay vậy quá, hay chết tại chỗ. Có đồ, có đồ nè, Bobby, có đồ. Ok. Vô lượm cuốn sách. Ê, có âm thanh nha. Có sát chết. Ở đâu? Đây có phải giờ mới nát đầu luôn kìa. Khác hả? Khác, uống vô bạn ơi. Ai còn có cuốn sách rồi nè Bobby. Rồi vậy đi. Nát đầu luôn nè Bobby ơi, nát đầu luôn. Đâu, tao ngó lại coi, nãy giờ tao chưa ngó, tao sợ xác chết lắm, tao nhát lắm. Trời ơi, răng môi lẫn lộn luôn. Gì cái mồm đó ông? Mày bò xuống mày mới thấy, mày bò xuống mày mới thấy kỹ. Trời đất ơi, hàm răng tàn. Rồi. Cây mà một nùi ở đây rồi bay. Né ra cho anh ngó miếng mấy đứa não gì dính xè le kinh quá. Thôi đi. Bibo hình như là kinh thánh đúng không? Bibo là. Đúng rồi, cuốn sách kinh thánh á, nhét lên. À, cả lại gặp con quỷ này nữa đâu Bobby ơi. Ủa sao nó nằm ngang rồi? Hồi nãy tao nhớ nó mới đứng sững ra đó, mày thấy cái chân dưới y không? Thấy chân dưới y dài không? Ủa sao nãy nhưng mà đâu mình đâu có thấy nó đâu đúng không? Có, nó không phải đâu. Lúc mình lượm kinh thánh rồi đó, cái nó thấy tụi mình lượm được rồi, cái nó đang đi, nó tính lại nó hốt tụi mình, cái nó trượt chân nó ngã đó nên nó nằm đó. Mở rồi nè. Rồi có gì xảy ra không? Ai biết. Hello. Is anybody here? Đây, ê. Gì đùng đùng vậy bay? Mẹ hết hồn. À, nó mở cửa rồi nè. Có một phòng ở bên đây. Ủa, sao bên này? À, hết hồn. Để mà uống miếng nước cái rồi, trang bị. Ừ, uống miếng nước đi.
hết hồn. Hết hồn hơn quá cái hồn còn nguyên. Ê ê, xác chết, xác chết. Ê, nó giật giật kìa ba, nó mới phun máu đó kìa. Sao chết vậy bạn? Ôi ơi, nó đổi cái nón giống mình nha bồ. Đâu ai? Thằng công nhân. Xác chết. Làng nào ba? Xác chết, đổi cái nón giống mình đó. Rồi, tao rồi gạt xong đó, nó gạt công tắc luôn. Cái level để đi thang máy rồi đó, mà bây giờ mình đi lên hay đi xuống vậy? À tao nghĩ là đi lên. Ai ai đó đứng trước cửa rồi kìa. Bạn mày đứng trước cửa. Đứng giãn đường tao không có thấy đường luôn á Bobby. Không, nó, cái không, quyền ba đứa dính chùm vô không di chuyển được. Chèn đét ơi, ê mày, cái con mà ba đầu nó đứng ngay trước cửa. Rồi xong rồi một cái xác chết nó nằm ở ngay chỗ cái thang máy luôn á. Ừ, tao cũng thấy mà. Lúc mà mình đi xuống nó còn nhìn mình với hai ánh mắt sáng trưng nữa chứ. À, vui lắm nó xếp trong kia đứng sau lưng mình, hèn chi nó thấy cái lưng mình không đúng rồi. Đúng rồi, tao có thấy được con quỷ nào đằng trước. Thì tao có di chuyển đâu, mày không qua giữa mày đứng chịu đứng sau lưng chi vậy ba? Có hết máu đâu có đứng được. Ôi máu nó kéo lết lết ghê mày ơi. Mà cái sao phải đi xuống vậy? Cái sao mình không đi về đi, mình bị nan y, mình bị. Ê ba ơi, bồ mình đang kiếm vợ luôn bồ. Ba ba mày sao vậy? Mình đi kiếm vợ mà bạn, bạn sao vậy? Vợ gì tầm nay nữa. Mới lụm được mấy chai nước cái bỏ vợ luôn vậy ba. Nè nè, xác chết của bạn nè. Ê, sự yên xì lặng này nó đã ê, ê, nó ghi à. Giữ im lặng. Không nên hạn chế tiếng ồn ơi. Yên lặng, nó nói tôi có thể cúi xuống đi di chuyển. Không nên đi nha. Ê, ê, thấy đó rồi. Bức tượng á. Ủa sao mày chui vô đó vậy? Mày ra cái tự nhiên cái mày thấy yêu quái cái mày chui vô trọng. Ủa có đây cái con này, cái con đá mà giống như con vui nó bò nè em ơi. Nó nói tôi nên cúi xuống di chuyển để ít tiếng ồn hơn. À mày nhiều tiếng ồn là nó hốt mày đó con. Ấy con này bị cục chân mày, con này bị đó nó lết bằng, nó lết bằng cái háng đó. Ê đi bên này, đi bên này Bobby ơi, đi bên này, đi bên này, đi bên này, đi bên này. Tao đang đi nè, nhưng mà đi chậm chậm thôi, đi mạnh quá nó nghe nó dí đó. Okay, ê có okay. Cái công tắc mở đèn kìa, mở đèn lên sáng chân. Ở đây cũng có nè. Hay là mình chạy. Ê, cho dí kìa. Sao lực mình với cái hết hồn chứ. Nhưng mà mình có cần phải đụng cái gì vô trong này không ta? Coi coi có mở công tắc hay gì không? Ê ê. Gì bự nhiều vậy? Chết rồi. Ê mày hàm răng kìa, hàm răng kìa. Hình như có cái cái cụm giấy. À nó thấy tao nó cắm đầu đất luôn rồi. Trời cái đít, ê ga đít đó quá. Hết hồn má. Vừa nói cái nó đứng dậy. Ê có cái sẻn nè. À cái cúp chứ lụm cái ga. Đi chung, đừng có đi chung cả cả. Họ nó né ra, ga đứng về chạy đi ga cho giống con người ga. Không có lụm được. Ga đứng về chạy cho nó giống con. Ê ê ga hơi đông nha bạn. Đông đâu? Ôi sao nhiều vậy? Ăn miếng táo cái coi. Ê, phía bên này, phía bên này, phía bên này, đường nào, phía bên này, đường nào. Ê, bên kia có nước. Con nghĩ là nên đi lụm nước không? Lụm chứ, táo trời ơi. Ê, mẹ nó đông. Áo gì ăn con này thấy ghê quá. Trời. Lên có chút xíu à. À, lên ít quá, lên gì cũng lên. Tao lụm hết nha. Cũng điên để cho tao nữa. Ê, quay lại, Bami ơi, quay lại. Hết rồi, ngó cục rồi. Ủa, đâu còn quẹo được mà. Không còn quẹo được, nhưng mà bên này có thấy nó có thanh gỗ thì mình sẽ đi đúng đường hơn. À không phải là ngõ cục đó. À không phải là gỗ mà là cục đá. À đúng rồi gỗ nè. Mình phải đi để mình cái mai bỏ hoang ấy, cái này giống như cái mai bỏ hoang ấy. Trời đang lạnh dần. Ê ê đang lạnh dần. À kiếm mày gỗ đốt lửa mày ơi. Tào lao. Nó ghi là trời đang lạnh dần kìa má. Đây mặc dù là game sinh tồn nhưng mà không có cái mức. Ê hai hướng lẫn biết đi hướng nào mày? Cái gì? Hai hướng lẫn biết đi hướng nào? Thì cứ đứa trái đứa phải, đứa giữa. Cục quay lại cục. Mày đi bên đâu vậy? Đi bên đây nè. Chứ mày kêu ngõ cục. Ngõ cục chứ hướng chi cục chứ hướng này đi được mà. À dạ. Đó. Má cái gì vậy? Đứng về chạy đi ba. Mày bị điên à. Đứng về chạy cho giống con người. Nó dính không hả? Nó tao thấy mày bò thấy tội quá kìa. Chứ mày bò, khác gì tao đâu. Thì tao đâu có thấy tao đâu nên tao đâu có tội cho tao đâu. Chứ tao thấy mày mà. Ok bà. Từ từ nha, hai hướng lận. Hướng trước là cục rồi đó, Ê có vết máu, đúng hướng rồi nè. Vết máu đúng không? Rồi đi theo cái vết đúng, máu đúng, kéo đúng không? Không biết. À, thấy rồi. Rồi đứng về chạy. Được không? Được. Được, ok được rồi nè. Chưa, cái đứng về chạy cho giống con người. Gì đây? Mày bị điên. Cái này là con mắt hả? Hay là mấy bà trực thăng vậy? Cái này là vậy đó, nó không có kích sinh cái chết tại chỗ. Ủa gì vậy? Ủa này là gì vậy? Bị nhốt lâu quá nên vẽ anh tường. Ơi cái ghế. Bập bên rồi. Ê sao chui đít vô mặt nó tội nghiệp mày. Không phải. Bobby. Mày có nhớ là hồi đó có một cái clip mà cái ghế động đậy hồi cuối cùng vui lắm á. Ờ nhớ. Ủa nó vẽ diện tường mấy cái bức tranh này là ý nghĩa gì ta? Nó là cây chổi nè. Chắc là code á. Code nè, cái gì nó có code nè, thấy không mày thấy không? Đúng rồi. Cái ghế nó đùng 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 kìa.
hồi 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 xưa có ai biết coi cái clip mà cái ghế động đậy hồi cuối cùng tự nhiên có con ma nhảy ra hù. Thì mở cửa thì nó ra hù à. Từ từ nha, để tao đếm coi. Con mắt là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sao con ra được vậy? Ê sao con ra được? Con méo ra được mày ơi. Mày ra đường, mày đang đứng, mày nhập code kìa. Ừ nhưng mà con ra không có được. Exit này. Con ngựa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6, 1. Nhưng mà phải là cái nào trước mới được. 1, 8, 6. Ở trên đầu có mặt cười nữa nè. 1, 8, 6, 8, 6, 1 1, 6, 8, 1. 1 2 3 4 5 6 6, 8, 1 á. 1 2 3 4 5 6 7 8 ở trên đầu cũng có nữa nè. Ơi ơi, tao bấm vô R vô cái ghế vậy, bấm lúc nào ra bay. Còn cái dấu nhòe nhòe trên đao trên đầu nữa nha. Ừ, đúng rồi thì có dấu nhè nhè đó nè. Rồi, ra khỏi ghế. Ủa sao ra không khỏi cái ghế được? Từ từ thôi, từ 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 từ. Cái này chắc chắn là nó sẽ có cái đoạn code gì đó. Ok. Ê mà à, hiểu rồi. Để xíu, đợi xíu. 8 8 8 và bây giờ 8. 8 đúng không? 1 1 6 1 6 8161 hả? Ừ thử xem. À là cái con kia cái gì? Ừ Đó, được rồi ơi nó cất xin, nó cất xin, nó cất xin, nó cất xin. nè. Gà đứng kế bên ghế luôn mới ghê chứ. À, được khô đang đứng kế bên kia. Rồi được rồi. Rồi tao thui rồi, đâu có gì đâu. Ủa ra chưa vậy? Chưa má. Ủa vậy không? À, vậy là không phải có, không 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 phải có một số 1. Để xíu, để xíu, để xíu. Nhập lại. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. À có một số 9, có một số 9 thử coi. 8 1 6 9. Cách xin thêm cái nữa. À, nếu mà đúng lựu đạn nó con vẹt nó che bà nó cái ghế rồi. Rồi được rồi nè. Ok, Rồi rồi đi rồi tao rồi. đánh lộn tao tưởng có đây nè, cái chỗ này nó có cái chín cái cây thì xì ra lận. 9 cây xì hả? Ủa thôi nãy đếm có 8 Ừ. vậy. Đậu chín mà. À, thanh niên đồng Phật đếm hay thật Ê luôn ê, á. giật 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 rồi, giật giật rồi, giật giật rồi, động kính rồi. Đâu có mày giật thôi chứ tao đâu có giật đâu, có đâu bị động kinh như mày. Rồi, vậy là lát họ Ta cũng là tới người mày cuối, à. còn mày là cuối rồi. Lát Mày đi nữa, xong lát cũng chuyến tới này mày là à, thiệt. Phải đứa không, này mày đứa mày kia đi chuyến chứ. này, mày hủy đất đi cho nó quen đấy. Rồi, lát nữa uống miếng nước đi. Thằng nào cũng hử đất như nhau thôi. Tao cũng bị trọng kinh rồi. Nghiệp á con, nghiệp quật á con. Này thì hử đất cho quen. Ở đất Hay cho lắm, hay lắm, cái đó gọi là khẩu đấy. nghiệp á. Giờ đây giờ uống miếng Hai nước cái coi. cái từ Ê, giật nữa ơi. Ê, vô không gian hẹp bị giật hoài mày ơi. vậy là kính không kính 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 ra có mình mày bị thôi đó. Nó Đó. không bị nữa mà sao cái đéo vụ lai hay gì á. À, mỗi này đúng nghiệp luôn. Tao nói Cái rồi, đéo ai có gì hổ á, tránh đéo khỏi gì á. đâu. Mày mà nghiệp là Thế mày bây bị giờ thằng nặng người nó hơn có không? đợi Mày nghiệp là hay chết sớm lắm không á. Tính ra con cũng biết sao, thanh niên sau lưng có bị không nữa. á. Chắc có mà không biết nói làm sao, không biết cái hiện tượng này hiện tượng gì. Nó không biết động kinh tiếng Anh ghi sao. Mà sao bò chi mà Ê, có sai dữ điểm vậy màu ta. xanh lá bên trái. Ê, xuống ngay cái đường Đây cống từ từ ngầm mà nha. bầu. Emily. Ê, 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 ê. Emily rất nhạy cảm với ánh sáng, tắt đèn, tắt đèn. Ok tắt rồi, tắt rồi, tắt rồi. Còn khứa chưa tắt kịp không? Ừ. Đó. Ê, má đứng kế bên luôn má ơi. Mày còn mở đèn kìa, mày còn mở đèn kìa ra. Mày mở đèn kìa. Chủ điên. Nè, tao thấy cái đèn mày bật. Đèn chưa? Tắt rồi. Qua đây theo cao nè, theo cao nè. Tao thấy theo mày cao, đang theo bật cao, theo à, mấy cái cao, đèn theo màu cao đỏ là chưa, mình chưa, từ từ. phải bật lên đúng không? Ừ, đi qua đây nè, đi qua đây nè, theo cao. À, Ừ. mày đang thấy tao bật đèn đúng không? Đúng rồi. À, nhưng mà không sao, không sao, tắt đèn đi, có nghĩa là mình sẽ chia sẻ ánh sáng lẫn nhau được, có nghĩa là mặc dù Hèn mình chi đang hồi ngủ nãy nhưng mình mà người tưởng nó khác chưa nhìn tắt vào mình đèn, cũng mình thấy. bật đèn lên cái nó giết mình luôn. Đúng 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 đi chung bên đây Vậy hả? Rồi 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 đi chung là thấy sáng chân mày à. chiếu đi mày chiếu đường đằng trước á, chiếu đường đằng trước á. Rồi mày đi trước là lấy gì tao chiếu, hai thằng đi chung nè. Ừ, đó đi chung đúng rồi, đúng rồi đó Rồi à. rồi ok nó sáng chân nè. Mày cũng thấy đường của tao luôn đúng không, Thấy thấy mày cũng thấy thấy đèn thấy. của tao luôn đúng không. Đúng rồi À, đúng hợp rồi lý, đúng game rồi. này hợp lý á. Mà chứ không vô cái này có thui luôn khỏi thấy đường. Bởi người ta bởi vậy cái người sáng tác game này quá là tuyệt vời bạn ơi, 10 điểm, Ừ, 10 bên này bên điểm. này bên này bên này bên này bên này bên này Á, à, ảnh đi như là ảnh biết đường vậy bà, ảnh đi giống như anh thiết kế cống này hay nó sao nó trước mặt kìa. Từ từ. á. Đó, rồi chết thanh niên. Á, à, thanh niên thật là dại khờ. Đây nè, bên đây nè, bên đây nè. Mình có cái bật. Đây đây. Ủa cái chỗ này có bật rồi mà. Chưa bà. Chưa 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 Rồi chưa để chưa tao bật chưa cho, để chưa. tao bật cho chiếu đèn đi. C. Cái thanh niên kia chết nữa rồi À, hả? rồi đi. Má xui vậy. Ủa nó chạy Thanh niên nhanh kia vậy chết nữa rồi. ba. Đó là 200 số họ tôi cần kiếm thêm. Hai trong số chúng tôi cần phải Ừ. kiếm thêm. Qua bên này, qua bên này, qua bên này, qua bên kia. Má Ok. thanh niên kia Con chết quái nữa vật rồi, nó mới xui vậy. chui vô nha. À bên này, Ừ. bên này, 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 bên này. Đây đây đây. Ơi nó kìa, tao thấy nó rồi.
quẹo Mấy đây, con quẹo này đây, nó nhạy cảm với quẹo ánh mày đây sáng. thôi, quẹo Đây quẹo nè, mày đây nè. chiếu đường cái không có thấy đường, chiếu đường. Đây 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 đây. Rồi, Quẹo ơi đây nè, trời, quẹo. ôi nó đi Có xuyên thằng mình này luôn nó rồi kêu. ba. Ừ. À, tính ra là Nè con quái nè vật nè này nè. nó bị điếc với lại bị mất xúc giác. Đây 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 đây, con thấy rồi, con thấy Rồi rồi, con rồi thấy mở rồi. đi, mở đi tao chiếu đèn cho. Mày xui quá vậy, thanh niên kia chết, xui quá vậy. Rồi hết tao Đừng có chiếu ánh đang bấm R luôn ý, đang bấm R luôn ý. chiếu đèn vô mặt của Gia cho nó sáng sủa rồi. Rồi xong rồi đó. Đó. Rồi đi bên này, đi bên này, đi bên này. Rồi đi tiếp, đi tiếp. Đi chung mày đâu thôi. Tao đây, tao đây, tao đây. À, đã tối rồi còn gặp mày nữa. Đâu, mày đi có thấy, có đang dòm mày mà đâu, chưa có thấy mày. À, cái chỗ ban đầu luôn á, Bùi ơi, cái chỗ ban đầu luôn á, cái chỗ ban đầu luôn á. Ban đầu hả? Ừ, chỗ ban đầu luôn, chỗ ban đầu luôn. Rồi rồi để tao chạy ra lại. Nửa động kinh nữa. Chỗ ban đầu luôn, chỗ ban đầu luôn. Rồi, tự nhiên muốn mở đèn lên ghê. Rồi mày đâu rồi, mày đâu rồi, mày đâu rồi, Rồi mày chưa rồi tới đang mày, mày chạy chưa tới về, mày. đang chạy về. Nửa Nè động nè kinh nè nè, nữa. quẹo, Thấy rồi, thấy rồi, đang động đúng rồi, kinh, đang động kinh, đang động kinh. Trời. cái động quá, nãy giờ động mấy lần rồi. Tại tao chạy nhanh á, tao bấm ship tao chạy nhanh nó động kinh nhanh. Vô Lâu đây, vô đây, đạn vô nãy đây, giờ vô có đây, vô ship đây, bấm vô không đây. biết. Đấy, nó mở cái chỗ này ra nè, mày thấy chưa? Trời đất ơi, trong Đó, đây bây hả? giờ cái lượt cả động kinh. Rồi mở Ê, đèn đi tính ra bồ. tao bị con rồi. Ê, sao lại bật đèn lên vậy? Cái Bật đèn đèn lên nó có đi. chui ở đây được đâu lo. Sao nó không chui vô được, nó bò chung với mình mà lấy gì nó chui không được, con điên. Nó bò nãy giờ nó đâu chui ống cống đâu. Đó qua rồi đó. Đã thắng giải thưởng bạn đã hoàn thành chương 1. Ủa là chương 1 là vẫn chưa kiếm được vợ hả? Ừ là chưa. Đó rớt xuống dưới. À rớt xuống văn phòng rồi nè. Trời ơi, rớt ngầu mày, rớt xuống xong mày khuỵu gối đứng lên. Ôi Tiểu Hai Cường. con dán này, Tiểu hai con dán này. Cường. Ở đâu? Từ đang dòm xung quanh ba. Ừ, tôi có thấy có gì đâu. Ủa, Đang là dòm sao mà có dưới gì này lại không? có Ui. một cái gì vậy? Profile document. Là có ở trong đây có ba con quái vật. 8 tuổi cũng có luôn trời Ghê ba ơi, vậy. 8 tuổi. À. À, cuốn sách hồi nãy mình để trên bàn nè. Vậy bà, cuốn sách không phải. Cuốn sách màu này nè, nãy tôi nhớ rõ ràng. Không phải, cuốn sách hồi nãy là khác. Sophia. Sophia. Ê, có khi nào con vợ mình là nhà nghiên cứu ra cái bọn quái thai này không ta? Độ sâu bên dưới. Không Ui, lẽ vợ mình nó nghiên cứu cái này ra là để nó chuyện kiếm lập thuốc cuối nó chứ chữa không phải bệnh chúng cho ta mình? đang y mà cố gắng đi cứu vợ mà không, thay vì cứu vợ mà cô phát hiện được cái bí mật đen tối của vợ mình không? Phải bí mật đen tối không ba, lỡ mình hiểu lầm vợ mình đó ba. Vậy quá. Thôi nói chung để phần 2 đi Thôi, xem coi là cái sự thật đi nó như thế thôi. nào và vợ mình ở đâu nha anh em. Ở phần 1 thì tụi mình đã xuống được cái sở nghiên cứu rồi. Thì ở đây là cái sở nghiên cứu hiện tại là có profile của đất của mình là à, lộn, lộn nó lộn. Có một cái tài liệu về cái profile của ba con quái vật. Đó. Thì để phần sau thì mình sẽ đối diện với ba con quái vật đó và để tìm hiểu xem là có phải là vợ mình báo tạo ra cái đó để nó nghiên cứu thuốc để nó cứu tụi mình mà nó bị biến dị mấy con quái vật không anh em nha. Hẹn anh em ở chapter tiếp theo nha anh em.